tình nó có một nhà thơ, một cái nhóm nhà thơ gọi là Cavalier, tức là nhà thơ uống chung, hoặc là gọi là nhà thơ một kỹ sĩ, tức là theo thang vua. Và tại sao dẫn đến việc gọi là nội chiến? Thì nó sẽ bắt đầu, nó sẽ bắt nghe từ thời kỳ mà từ lúc ông James Stuart lên ngôi sau khi nữ hoàng Elizabeth qua đời và kết thúc vương triều Tudor. Sau đó thì xảy ra khá nhiều cái mâu thuẫn về tôn giáo, và đến năm 1620 là người ta bắt đầu tìm kiếm tự do về tôn giáo, đặc biệt là ở Mỹ và ở Hà Lan. Sau đó thì ông James Stuart, ông James này đệ nhất qua đời và truyền ngôi lại cho Charles. Nhưng mà đến thời điểm này cuộc nội chiến nó bắt đầu xảy ra dữ dội hơn, có sự ly khai giữa nhà vua và quốc hội, và thể chế này được giữ vững cho tới bây giờ. Trước đây là mọi quyền lực tập trung vào nhà vua, và thậm chí ông Henry đời thứ 8 còn dẹp luôn cả giáo hoàng và trở thành người đứng đầu tối cao. Nhưng mà tới thời điểm này là sự ly khai giữa vua và quốc hội. Và thế là đến năm 1642 bùng nổ cuộc nội chiến. Và vì chiến tranh nổ ra cho nên là các nhà hát buộc phải đóng cửa, và từ đó kìm hẹp sự phát triển của thể loại là rock and roll kịch. Và đó thì sau là sự lên ngôi của thơ ca, và sau thời kỳ này các thời kỳ sau đó bắt đầu là sự lên ngôi của văn chương. Khi mà cuộc nội chiến kết thúc với việc mà ông Charles bị chặt đầu, sau đó ông Cromwell nhiếp chính, nếu tôi nhớ không lầm là ông này sau này là bị lưu đày. Về kịch, tôi nói trước về thời kỳ trước đó là thời kỳ gọi là Elizabethan period, chọn dùng bi kịch. Ngôn ngữ nó là sự thuần sử dụng những từ ngữ hoa mỹ. Còn thời kỳ này á, trước khi mà các nhà hát bị đóng cửa thì vẫn còn cái thời gian rồi kịch phát triển rất là mạnh mẽ. Rồi sau đó thì bắt đầu có sự xuất hiện của thể loại hài kịch và sự thể loại bi hài kịch kết hợp gọi là tragic comedies. Nội dung thì nó sẽ, nếu mà gọi là dù bi dù hài, nó sẽ có hai yếu tố bi hài lẫn lộn, sẽ gây ra cái câu chuyện gọi là plot. Nó có những cái bước ngoặt trong đó, có những cái sự bất ngờ, sự lúc vui lúc buồn. Cho nên đây có thể nói là nó đầy sự, các tình huống đầy ngờ vực, có những cái sự may mắn thường xuyên bị đảo ngược, nó là một tình tiết bất ngờ và tình cảm kết hợp với lời thể hiện cảm xúc. Đây chỉ là cái ngôn ngữ được sử dụng trong kịch. The Mask trở thành một cái dạng kịch, một cái dạng nhà hát quan trọng trong thời của ông James Graham Charles, một cái dạng giải trí dành riêng cho hoàng gia. Một số nhà viết kịch nổi bật là Thomas Middleton, John Webster, Thomas Dekker, Francis Beaumont, và lại John Thatcher. Như tôi đã nói thì về thơ ca đây sẽ chia làm hai, một là tử thi, hai là trữ tình. Các bạn nhớ giùm tôi hai cái tên. Hai ông này là ông John, và một ông rất nổi bật của thể loại thơ sử thi là John Milton. Một ông khác là thiên về thơ sử hình là John Donne. Thank you.
rồi nha. Bữa sau khi mẹ chúng ta ôn bài, chúng ta trả bài gì đó, các bạn ngồi với chúng ta một lần nhớ bài tốt không? Thôi sử thi ạ. Trong những trường hợp có hay dạng là như ông Nguyễn Tạp thì
classic poetry từ cổ điển giờ có thể để các bạn sử dụng cái từ là hay nghe dễ có chi
ngôn ngữ rất là gần gũi và các bạn giàu cảm xúc. Dù nó lại không theo quy định, không theo gì cái quy định cái lối thành thành thơ nào, và những cái phần thơ thì nó sử dụng âm tiết ngắn và nó không theo, nó không có theo cái tiết đấu, tiết đấu như bình thường hay giống như cái lối nói hàng ngày của mình. Vẫn còn là ông Chandler ha, và thuật ngữ này được sử dụng bởi Samuel Johnson. Đây một đoạn trong bài thơ Cái Chết Đừng Quá Tự Hào. Đây tay nhỏ. Cho tài liệu tạo sao? Đưa đưa cái số này. Còn cần lắm ơi. Bây giờ các em đọc cái này và tóm tắt lại cho tôi được một câu. Quyền năng của cái chết, nó là quyền năng và rất đáng sợ. Nhưng mà đồng thời thì các giả cũng cho rằng là không, các giả không thể chết, cái chết không thể giết người giết các giả được. Đây còn cái đoạn sau nữa, đoạn sau thì nói về việc là một người sẽ không chết đi mà là sẽ đang sống một cái hình thức khác, một cái thế giới khác. Cho nên cái chết không có gì đáng sợ. Đây là nhắc lại các bạn, đây là Trần Tinh, là một tác giả rất là bậc trong dòng thơ siêu hình. Chúng ta sẽ xem xong. Còn đây là thơ tương cổ điển, The Classical Poetry, hay còn gọi là thơ cổ chung, một các nhà thơ rất bậc thì gồm có Ben Jonson, Robert Herrick, Thomas Carey, Richard Lovelace, John Suckling, là nhóm những người theo chủ nghĩa quân chủ và được biết đến còn gọi là cái tên là các nhà thơ kỵ sĩ hoặc là các nhà thơ theo phe vua. Cavalier nó sẽ có hai nghĩa, một là ung dung, hai là kỵ sĩ. Tại sao lại là như vậy? Các bạn nên nhớ là thời kỳ này là diễn ra rất là nhiều cuộc chiến và những người này là những người thân cận với nhà vua và theo phe vua. Thì phong cách thơ này nó có một điểm khá là khác biệt cùng là dòng thơ trữ tình nhưng mà so với thơ siêu hình thì lại chuộng là các tác phẩm kinh điển cổ xưa
sử dụng các từ cổ và ngôn từ đó, câu ngôn thơ của đó ngắn hơn so với thơ siêu hình. Chính vì nó ngắn hơn cho nên câu thơ đó rất là xúc tích, và để xúc tích được như vậy, để xúc tích và hay, nó thể hiện được trí tuệ, tài năng của tác giả, thể hiện được sự tỉ mỉ sắc sảo trong cách diễn đạt các ý thơ. Ý thơ mình gọi là tứ thơ đó. Và ở đây thì chuồng sử dụng các cặp thơ, vì có thơ ngắn cho nên thì rất là mạnh về cú pháp, về mạnh về cú pháp và chặt về ngữ pháp. Ví dụ đây các bạn xem nè, rồi tác giả của Ben Thompson, Robert Henrik, Thomas Carew, Richard Lovelace, thì bây giờ tôi sẽ đem ra ba tác phẩm từ Ben Thompson, Robert Henrik với lại Richard Lovelace. Đêm sơ sơ có một bài là gửi đèn Celia hả? Ring là gọi là gì? Là làm cái gì? Đâu phải là uống bình thường. Uống với ai? Uống với ai? Tác giả bằng cái gì? Bằng cái ánh mắt của cái đèn Celia. Và sau đó tác giả thì sao? Cùng nâng góc. Còn nếu mà không nâng góc thì sao? Để lại dấu hôn, để lại dấu hôn trên cái ly. Và đến lúc đó mà cần dấu hôn rồi thì tác giả còn say rượu đúng không? Không, lúc này là say gì? Mơ trữ tình, trời ơi, cái đứa này sao mơ trữ tình nha. Và say tình như vậy thì càng khác sao cái gì? Tình yêu từ Celia, thì tôi đang dùng cái từ là rất là sâu, so surprise, rất lãng mạn, rất lãng mạn ha. Các bạn có thời gian thì các bạn đọc nghiên cứu cái bài này rất đẹp, những từ ngữ rất đẹp. Ngoài ra bên tân sinh còn một bài ca ngợi về nữ hoàng, về vẻ đẹp của nữ hoàng. Ví von nữ hoàng như là đậu xanh, ví von nữ hoàng như là nữ thần mặt trăng Celia, nữ thần trùng trinh. Tại vì nữ hoàng cũng được gọi là nữ hoàng trùng trinh, và không có không có rồi quy dành cho các cô gái, để quy cho biên chế đó, biên chế. Yeah. Bây giờ thì Robert Henrik sử dụng hình ảnh gì đây? Đủ hồng. Hình ảnh gì đây? Đủ hồng. Ok, nhưng mà đủ hồng đó thì sẽ như thế nào? Sớm nở, gắn vàng. Để tiếp theo sử dụng hình ảnh gì? Bây giờ nha, từ thứ nhất, từ thứ hai, từ thứ ba, hình ảnh gì đây? Mặt trời mọc là lặn, đúng rồi, mặt trời mọc là lặn. Bây giờ bạn Mai dùng hình ảnh là, à không, bây giờ là bắt đầu là bài rồi đó. Bây giờ nói về độ tuổi mà đẹp nhất là độ tuổi đầu tiên khi mà còn tươi trẻ, còn máu còn nồng ấm, thì hãy dùng nó đi, hãy trải qua nó đi. Không nhầm, cái này là càng trôi qua, càng trải qua cái độ tuổi của mình thì càng tệ hơn. Thời gian sẽ thành công cho những người đi trước, những người đến trước. Trên cuối cùng ông này cũng khuyên các cô gái nên làm gì? Đúng rồi. Không có tốt nghiệp đi chăm hộ chồng nha. Về
đây còn đơn thư là cái này cũng chưa nói những bước mặt ngôn từ còn rất đơn giản và ít câu chút so với thời kỳ trước đó. Một số tác giả đưa một ví dụ như là Thomas Overbury, Thomas Fuller, Francis Bacon. Và ông, các bạn còn nhớ ông Francis Bacon này không? Ông này là một trong bốn ông gì? Dẫn đầu trong phong trào cuộc ngôn gọi là gì? Và ông này là người đầu tiên đã giới thiệu ra một thể loại mới, thể loại văn mới đó chính là essay. Tôi cho các bạn đọc thử. Vậy các bạn còn nhớ thơ sử thi với một ông mà tôi yêu cầu các bạn phải nhớ là ông gì nhớ không? John Milton, ok. Thì ông sau này là người rất là tài năng. Ông này có bị một tai nạn, tôi không nhớ rõ là bắn súng hay là đốt kiếm. Và nhớ không nhầm là đốt kiếm thì phải. Cái đứa này đầu óc sao? Người ta nói là ngồi gì đó sẽ có quỷ sau lưng, nhưng mấy đứa này là các cái địa ngục sau lưng. Cù dây tấm, trời ơi. Cù rất là lỗ ngay. Bây giờ tôi không có mang mang nữa. Thì ông này sau cái trận đó, tôi nghĩ là các bạn không nên cười việc này. Tại vì hứa luôn người đàn ông chân chính thì cuộc đỏ súng hoặc là và đấu để đó. Đó là để lấy lại danh dự của người đàn ông. Nó liên quan đến danh dự của người đàn ông. Nên tôi không cái thầm cho việc là người vợ ở đây. Và sau cái việc đó thì ông này là bị mất thể giác. Ông này ông rất là đau khổ. Các bạn biết đó, người ta đang mắc xét thương người tài hoa như vậy, đẹp trai, lông lộn. Bây giờ tự nhiên bị mất thể giác, không làm được gì cả. Nhưng mà ông này đã vượt qua được hoàn cảnh dường như là của mình, viết lên được một tác phẩm có thể gọi là nhân sinh tiết sử thi. À đúng rồi, hôm nay là được tác sử thi mà tên là Thiên Đường Đánh Mất, Paradise Lost. Và đi sau cái thành công của Paradise Lost, tức là Paradise Gained, là Thiên Đường để lại. Thiên Đường trở lại cũng được, thì sao cũng được. Ở đây là một hai đoạn của cái bài thơ là On His Planet. On His Planet là cái việc mà mất thể lực của ông. Đây là các bạn sẽ thấy đây là một mấy chuyện. Mình dựa vào cái câu này nè. Mình dựa vào câu này mình thấy đây là một mấy chuyện giữa First Narrative. Cái ngôi kể thứ nhất, mà ngôi kể thứ nhất đây sẽ là nhà thơ, là một nhân vật hư cấu, locations. Nhưng mà hư cấu này cũng nói lên cái đức tính mà ông đang muốn hướng tới. Đó là kiên nhẫn. Đây, câu này là do tôi tự hào hỏi. Tôi vui vẻ hỏi gì đó, tự hào hỏi. Hỏi thì location đã để ngăn cái tiếng thì hồng của tôi và đã nâng cấp trả lời. Chứ bây giờ ông hỏi cái gì, học thay sơ sẽ trả lời cái gì, các bạn vui lòng đọc và trả lời cho tôi. Thank you.
một nhân vật khác mà tác giả rất phân sùng, cũng là đức tin của tác giả đó. Và tác giả dùng hai từ nay để diễn tả. Một là may maker, hai là dù. Nếu là nếu mà từ này mà dịch ra thì sẽ dịch là đứng sáng tạo, đứng đạo má. Còn đây là chúa. Vậy thì nó sẽ liên quan gì giữa cái việc mù lòa của ổng với lại đứng đạo má? Chúa làm nó chưa chính xác. Bây giờ nói các bạn, bây giờ các bạn không có theo công giáo, các bạn mình không có cái đức tin và mình không có yêu Chúa thì tất cả mình có hình dung được. Bây giờ sau ra các bạn đi thay đặt vào lớp. Ok, để đến đó là các bạn hai đẹp trai, đẹp gái, tốc độ hơi ngồi. Xong rồi tự nhiên mà bạn bị mất đi thì giác thì rất bị nhiễm lớp của bạn.
bây giờ như thế này, ông đi chặt lớp đây là nhà thơ nào, một đồng phái nào, thơ trữ tình à, hay còn gọi là Camellia poet, là nhà thơ mà theo cái vua. Và theo các bạn thấy đó, trong thời kỳ này thì cái thế kỷ 17 có rất nhiều cuộc chiến xảy ra. Và nếu mà ông theo cái của triều đình thì cuộc chiến dân mà xảy ra ông này sẽ làm gì? Đúng, vì danh dự của đất nước, vì danh dự của một người đàn ông, ông này sẽ ra chiến trường. Mà một khi ra chiến trường thì bỏ lại tình yêu bé nhỏ của ông để theo đuổi ai? Theo đuổi kẻ thù, đúng rồi. Cho nên ở đây ông ta mới nói là đừng nói với anh rằng anh không tốt. Từ tu viện của bộ ngực Trinh Nguyên và những tâm hồn trống rỗng, anh đi ra chiến trường đây. Đúng vậy, chính là một mystery khác, không biết là tiếng Việt dịch như thế nào cho nó đúng nhầm. Một tình yêu khác anh sẽ theo đuổi. Đó chính là kẻ thù đầu tiên trên chiến trường. Anh sẽ đi cùng với lại, anh sẽ đi và ôm chặt lấy thanh gươm, con ngựa và cái kim. Cái sự không chung thủy này là điều em sẽ thích. Tại vì anh không thể nào yêu em nhiều nếu anh không yêu danh dự nhiều hơn. Danh dự của người đàn ông bảo vệ đất nước và đi ra chiến trường. Rồi, bài văn này nói chung là các nhà thơ trữ tình này rất là hay. Nếu mà đọc mình hiểu thì nó hay, còn nếu không hiểu thì đó là câu chuyện khác, đúng không? Rồi, bây giờ tôi sẽ dừng cái phần thuyết trình của tôi ở đây để dành thời gian cho hai nhóm thuyết trình. Và mục tiêu của tôi hôm nay là 2:40 mình sẽ kết thúc sớm. Các em có muốn nghỉ sớm không? Tôi thì thật ra là dạy đúng thời gian thì đúng kiến thức thì nó cũng tốt hơn. Cái điều là 2:40 thì tôi có việc tôi học thứ ba nên các bạn cũng thông cảm nhé. Thì bữa sau tôi ra bù lại. Ok, mời nhóm cái cần lên mình sắp ấp nhé. Thank you.
freedom speech thì nghĩa đồng của nó là một từ hoặc là một cụm từ dùng để giới thiệu cho những cái cảnh đặc biệt. Mà nó không mang nghĩa, không mang nghĩa bất kỳ gì cả. Thì đầu tiên trong số đó đó chính là so sánh. So sánh là dùng để so sánh giữa hai sự vật và cả hai sự việc. So sánh dùng để chỉ đến so sánh trực tiếp hoặc là so sánh tổng quát với một vật này với một khác, hoặc là một sự vật này với một khác, dùng những từ như là like hoặc as. Ví dụ như là According to Gordon, metaphor is the use of word offering to indicate something different from, so related in some way to the literal meaning. Cái phương pháp ví dụ này, a metaphor is an indicate of indirect comparison in which your function word, like or as is used. Thì cái phương pháp ví dụ này, nó là cái phương pháp so sánh ngắn và so sánh nhất thiết. Nó được sử dụng để miêu tả một con người hay là một sự vật bằng cách sử dụng những cái tính chất, những cái tính cách của con người hay sự vật tương tự đó. Thì để hiểu hơn thì mình sẽ qua cái phần ví dụ. Ở đây mình có ví dụ là Sina ở Marathon Stone. Chúng ta không thể hiểu cái câu này như vậy. Cô ấy có một trái tim làm bằng cá. Cái đó là cái đen, chúng ta sẽ phải hiểu theo cái nguyên ngặt của nó là Sina has a pitiless and unfeeling nature. Cô ấy vô cảm và vô tâm. Ví dụ thứ hai là I will make you this thing world. Nghĩa đen của cái câu này là tôi sẽ khiến cho anh ấy ăn lời nói của anh ấy. Nó khá là vô duyên. Mình sẽ hiểu theo cái nghĩa sâu hơn đó là I will make him admit that what he said is wrong. Tôi sẽ khiến cho anh ấy thừa nhận những gì anh ấy nói là sai. Metaphor, there are four kinds of metaphor. The first one is personal metaphors, extended metaphor, mixed metaphor, and just metaphor. Thì đầu tiên chúng ta sẽ bước vô personal metaphor chứ. Personal metaphor có nghĩa là phương pháp ứng dụng cá nhân. Cái phương pháp ứng dụng cá nhân này nó chính là một cái dạng của phương pháp nhân hóa. Nó sử dụng những cái hình ảnh và tính chất của con người để miêu tả cho cái sự vật, cái gì đó. Các phương pháp ứng dụng này, đặc biệt là các phương pháp ứng dụng này, nó phải có cái sự so sánh ngầm giữa một vật vô tri, không phải là con người, với lại với một con người. Và cái phương pháp ứng dụng này nó có thể là danh từ, nó có thể là tính từ, hay là nó có thể là động từ gì cũng được. Thì một vài ví dụ cho các phương pháp personal metaphor này là ví dụ như là a tulsi flower, một bông hoa đang khát nước, có nghĩa là một bông hoa đang cần tưới nước, hay là an angry ocean, là đại dương hung dữ, có nghĩa là cái đại dương này đang có bão là xuống rất là nhiều. Tiếp theo là extended metaphor, có nghĩa là phương pháp ứng dụng mở rộng. Thì đôi khi trong một đoạn văn hay là một bài văn gì đó, toàn bộ cả bộ thơ đó là phương pháp ứng dụng đó. Thì để hiểu hơn thì chúng ta có thể nhớ đây là trích đoạn của một
bài thơ rất là nổi tiếng của Shakespeare là As You Like It. On the walls is a dance, and on the bed a woman wearing pants. They have their assist and their strengths, and one man in himself and many pearls. Thì toàn bộ những cái chức đoạn này đều là ví dụ. Và nó ví dụ những cái gì thì theo như mình tìm hiểu thì đây là Shakespeare muốn miêu tả cái cuộc đời của con người với lại cái cảnh sân khấu, những gì mà con người trải qua trong cuộc đời của họ được quý như là những người phú viên đang thực hiện cái vai diễn của họ trên sân khấu đó. Thì đây là một tác phẩm rất hay, nếu như các bạn có thời gian có thể tiếp theo là Miss Metaphor là phương pháp của điều độ. Khi có hai hoặc là nhiều phương pháp ví dụ được trộn lẫn lại với nhau như một câu hay một đoạn văn gì đó, chúng ta có thể gọi đây là phương pháp ứng dụng trộn. Ví dụ, in the hands of a woman, she turned to ice and then to the bed of her own girl. Thì trong câu này nó có hai cái phương pháp ứng dụng, đó là in the hands of a woman. Là trong cái khoảnh khắc này, là những người trong cái khoảnh khắc này đều hành động như nhau, họ đều hành động một cách rập khuôn. Thì cái cô gái này, she turned to ice and then to the face of her owner. Cô gái này có thoát ly, có cái sự đặc khuôn đó và cũng trở nên gọi là khác biệt. Và cuối cùng chính là this metaphor. Trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta sử dụng phương pháp ứng dụng rất là nhiều lần mà chúng ta không để ý đến, hoặc là chúng ta không hay biết đến, đó chính là ứng dụng. Thì những cái phương pháp ứng dụng đó chính là test metaphor. Còn ví dụ là cái gì, là ví dụ như là cái mặt bàn nè, cái chân ghế nè, hay là cái cánh quạt. Khi mà chúng ta nói đến những cái từ đó thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến đó là cái phần mặt bàn của cái bàn lòn, hay là cái chân ghế dùng là, hay là cái cánh quạt là cái bộ phận dùng để thổi gió của cái quạt. Tiếp theo sẽ là phần cái trường của bạn đàn, đó là cô bệnh nhân. Dạ các bạn, mình sẽ tiếp tục phần tiết trình của nhóm mình. Mình sẽ thực hiện về personification, hay còn gọi là nhân cách hóa. Còn thì chúng ta đi về định nghĩa của personification. Personification is a special kind of metaphor in which some human characteristic is attributed to an inanimate object or an abstract notion, that is, a lifeless thing or quality distinct as if it were living. Nói chung á, cái nhân hóa cách này là mình phổ hồn một sinh vật vô chi vô giác, hay là một khái niệm hay là mơ hồ để bây giờ nói những cái phẩm chất của con người. Cái personification, cái nói cách này á, con người mình rất là hiếm gặp bên trong đời sống thường ngày của mình. Nhưng mà nó xuất hiện khá là nhiều trong thời ca như các bạn vừa thấy hồi nãy đấy. Mình hỏi bạn thử các bạn một câu, các bạn cái từ sông Đà có gợi lại bạn ký ức gì không? Thế thì cái người đó đò sông Đà sao? Okay, yeah. À vậy đâu, vậy thì cướp sông Đà có một cái cảnh và đặt tên nha, có cái cảnh sông Đà, người đây người bác sĩ như mắt khi người ra nhà thơ như mắt là một cái hành động gì đó. Không hành động được rất nhiều đấy, mà sông Đà không nhiều. Đúng sông Đà không, sông Đà không thì không giữ nút táo bạo, và cái con sâu nó vô yêu dễ mà sao mà biết mà nó sống người được. À, xin lỗi không hay là cũng có cái cảnh sông Đà dàn thạch trận ra, sông Đà dàn quân bố trận ra với mấy cái đá như là tướng quân đi dàn quân sĩ ra mặt trận nhà đó, sử dụng cách nhiều hóa. Sau đây là một số hình ảnh nhiều hóa như thế này, cái này là rất cái này thì rất khô cằn, nhưng mà chúng ta nhiều hóa lên là nó là mặt đất, nó là cát nước, là thirsty ground. Đây, cái này nhìn cái hình này, cái này tương đối là cái ống,
trời cái nóng rất là nóng, cấp giờ cấp thì chúng ta gọi là cái nóng tàn, cái nóng tàn nhẫn, cruel heat. Cái này đây là trái của cái nóng thì có là khi làm cũng cắt dây các thành gì và chúng ta sẽ có cái từ này là pitiless cold, cái là nhẫn tâm luôn. Thế theo là mình sẽ nói về hyperbole, không phải cái hồ cho mình học nghe, mà này cái này là cái phép phóng đạt, hoặc là cái phép khoa dụ. Hyperbole also known as overstatement in the user, exaggerated statement that is made for special effect and is not meant to be taken literally. Các bạn chú ý cái phần is not meant to be taken literally. Cái này chỉ là mình phóng đại cái lời đấu mình để mình nhấn mạnh cái ý mình muốn diễn đạt ra. Dù như là mình đi, mình ra một cái cạnh bàn đi, ngón chân út mình ra cạnh bàn, nó đau điểm một lúc, thì chúng ta sẽ nói gì? Nếu trong hợp đó bạn sẽ nói gì nữa bạn, bạn thắng? Ủa dạ. Không, ý là đau thế nào, đau thế nào? Đau quá. Không, cái cũng được như này, không chờ bạn vậy. Người ta gọi là đau muốn chết. Đau thế nào mà đau muốn chết đúng không? Nên mình phóng đại lên cái là đau mình để mình cũng diễn đạt cái cơn đau thì mình vá chân là càng đẹp hơn. Vậy nào là cho mình thử một ví dụ về cái phóng đại cho một ví dụ thì mình với em nha. Bạn cỡ cái gì? Ông được rồi. Thì bạn kiếm với bạn này là tường. Được rồi. Là tiếng không? Ta đi học cái tiếng Việt. Ta là xin nha. Ta vui như muốn đến chết để sống lại, vui đến nỗi là muốn đọc một vô số mò rồi lên lên, không dưới một vô lên lại luôn. Đấy cũng là một ví dụ. Và tiếp theo là mình trái ngược với cái phóng đại thì mình có cái litotis hay còn gọi là meiosis is the use of deliberately gentler, milder, or weaker statements to express something in a controlled way. Nó cách khác á, là mình sẽ nói chuyện một cách mình kiềm chế đi, mình không nói thẳng mình ra luôn. Mình nói chuyện theo một cách mà nó nhẹ hơn, nó nhẹ nhàng tính đúng đi. Cái bạn cứ ghi cái meiosis luôn. Cái meiosis này là một thuật ngữ cũng có xuất hiện trong châu sinh học, nó kiểu như là một diện phân tắc tế bào á, cái kiểu các bạn sờ Google nhớ theo vào linguistic vào nha. Đấy. Cái dấu nhạc này là thông thường mình sẽ thấy dùng trong các loại câu mà khi mà nói khách hàng, ví dụ như là kiểu không biết tiền có một đủ phút thì mình sẽ nói là chỗ em không có đủ phút, nghĩa là không muốn mà không thể có hẳn là điều kiện với người khách hàng mình là tắt cái thuốc đi hay mặc đi ra cái thuốc được, mình phải nói nó chỉ chung chung ra mình nhìn không ra để cho lịch sử thôi. Quite often, the version of litotis is an ironical understatement, especially using a negative to emphasize the contrary. It's a, cái thông thường á, cái này cái cách dùng này nó thường hơn là mình sẽ dùng những cái tính cái tiêu cực để chúng ta có tính tích cực. Ví dụ như nó không tệ, nó không tệ, it's not bad, nghĩa là sao, nghĩa là nó ổn, không tốt không xấu, hoặc là mình muốn mình đọc em nó tốt, it's not bad. Hoặc đó là tiêu cực, dưới tiêu cực nó sẽ biến thành tích cực, cũng có thể là nó ví dụ tích cực và tiêu cực thì chúng ta nó tích cực và tiêu cực thì chúng ta một cái ý là ví dụ như là he's not the brightest person I've ever met, là ông thằng đó không phải là cái người thông minh nhất mà tôi từng gặp, nghĩa là chỉ là người không cái là tận. Đấy là một trong đó là phần tiết kiệm của mình về Netflix, Apple và personification. Phần tiết kiệm tiếp theo là mình sẽ nhìn cho mình ra được vấn đề. Chào mọi người, hôm nay mình sẽ tiếp tục phần tiết kiệm về irony. Phần tiết kiệm về định nghĩa của irony. Irony is the contrast between what seems to be true from what is actually true. Đó là sự tương phản trong thực tế về những gì được xem là thực và nó khác với thực tế, có nghĩa là theo như biết
để cho mọi người đó thì mình cũng ví dụ như là khi mà bạn đi học đến trường trong một ngày thi và ngày đó trời đang mưa và đường mình kẹt xe nữa thì lúc đó bạn sẽ có cảm giác như là cho mình ở đúng rồi, mình sẽ cảm thấy bực mình đúng không? Và lúc đó thì khi mà tới đó mình sẽ than lên rằng thay vì mình tức giận đó, thì mình bảo là đúng là một ngày đẹp trời và thì đó là tương phản với những gì mà suy nghĩ trong đầu, lúc đó mình đang rất tức nhưng mình lại suy nghĩ là đó là một ngày đẹp. Còn đây một vài ví dụ về irony, đầu tiên là walking into an empty theater and asking it's too crowded. Còn ví dụ thứ hai là về là how on này she said when I told her I had to work all weekend. Và đây là irony. Và tiếp theo đó là về aphorism. Aphorism định nghĩa của nó là this is a brave saying of a faith that's expressed an opinion of make a statement of wisdom without the glory language of proverb. Aphorism là một câu nói ngắn hoặc là một câu bày tỏ một ý kiến hoặc là một định nghĩa về trí khôn mà không có những từ ngữ hoa mỹ của thuật ngữ. Đấy. Và ví dụ của nó là cái câu give a man a fish and you feed him for a day, give a man to fish and you feed him for a lifetime. Đấy. Đưa cho câu này có nghĩa là đưa cho người đó một con cá và có thể cho anh ấy ăn một ngày, nhưng nếu như bạn được cái anh ấy cái câu cá bạn có thể nuôi sống anh ấy cả đời. Hoặc là một cái câu như là một người vì mọi người hoặc là mọi người vì một người. Và tiếp theo là metonymy. Chữ nghĩa metonymy refer to figure or speech in which the word for one thing is used to refer something related to that thing. Có nghĩa là đó là một từ khái của từ và trong đó một từ được chỉ từ ám chỉ đến một cái vật khác mà nó có liên quan đến vật đó. Ví dụ như là the crown is for the king of the wind, là cái vương miện thì được ám chỉ đến vua hoặc là nước ngoài. Và là câu này the span is mightier than the wood. Thì trong câu này có hai hình ảnh, đó là cái bút và cái kiếm. Thì bút được tượng trưng cho những từ được viết và cái kiếm thì được tượng trưng cho sức mạnh quân sự. Và trong câu này có nghĩa là những từ ngữ có thể là mạnh hơn cả vũ lực, bởi vì trong chiến tranh thế giới thì khi mà chiến tranh nổ ra thì vũ lực là bắt đầu tất cả, nhưng kết thúc lại là những từ ngữ được viết ra. Và cuối cùng là biện pháp significantly a figure speak with scholarship in the use of a past for the whole of the whole for a past, the special for the general of the general for the special. Là significantly là nó cũng giống như là ảnh chụp, nhưng mà nó được dùng là để chỉ một bộ phận của một cái gì đó nói cho toàn thể của nó, hoặc là một cái chung cho một cái đặc biệt và một cái đặc biệt cho cái chung. Và ví dụ là the captain comment one whom the same. Trong câu này thì sail là cánh buồm thì nó là một cái phận con tàu, cho nên nó ám chỉ là người thuyền trưởng này vô chỉ huy hàng trăm con tàu. Và đó là phần của cái chuyện của mình và một phần câu hỏi và review sẽ được bảo tục. Thì trải qua những bài những phần cái chuyện của những bài chú quân trong nhóm mình thì mình sẽ review lại sẽ có chính figure speech
bao gồm là similar, metaphor, personification, signature, aphorism, irony, lyricist, hyperbole và metonymy. Thì chính cái này sẽ theo tên số 7 trong việc học cái môn này, nhưng mà trước đó cái môn này cũng học qua giáo và học môn semantic rồi. Thì mình xin đặt ra những câu hỏi để review lại kiến thức các bạn đã được nghe. Thì câu đầu tiên, I'm feeling blue là câu ở loại gì? A là metaphor, B là hyperbole, C là similar và D là linguistic. Các bạn có thể giơ tay để được mình trả lời. Bạn đứng yên có phần thưởng. Được rồi, các tất cả hạ tay xuống. Mình sẽ đếm tới ba, ai giơ tay trước sẽ được mình trả lời. Đương nhiên có phần thưởng rồi. 3, 2, 1. Hay quá. Mà bài đó sao đây ạ? À? Bài đấy, đúng rồi, bài đấy. Tới bác em, tới bác em, đúng rồi. Tới bác phải là chính xác, chính thức bài. Đến câu fail là câu thứ 2. This enough, rare for this summer. A là metaphor, B là hyperbole, C là similar và cuối cùng D là linguistic. 3, 2, 1. Ai giơ tay trước sẽ được quyền trả lời và sẽ được bốc kèo. Ok mời bạn ạ. Ok, hai bộ môn. Và đây là bài của mình. Bài đã trả lời sai cho nên bạn sẽ không được kẹo. Qua đóng theo ạ. Đó là hook enough on the horizon. A. Sanitum. B. Simile. C. Metaphor. Và D. Metomini. Yeah.
tới vô tiếp bà mình cảm bài xin xuân mời ngồi lên. Dạ. Rồi mình biết trình luôn.